Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Bị 10 bệnh này cứ dùng bài thuốc từ thịt vịt là khỏi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khỏe Đẹp Online. Quý vị và các bạn thân mến, thịt vịt là món ăn quen thuộc trong các bữa cơm của các gia đình người Việt. Tuy nhiên, có một số người kỳ thị với thịt vịt vì mùi tanh đặc trưng, nhưng họ không biết rằng chúng lại đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài việc cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết và bổ dưỡng cho cơ thể, thịt vịt còn có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Trong đông y, thịt vịt là bài thuốc chữa bệnh rất hữu ích. Trong video ngày hôm nay, Khỏe Đẹp Online xin gửi tới quý vị và các bạn hai nội dung. Thứ nhất, thịt vịt, vị thuốc chữa bệnh hữu ích trong đông y. Thứ hai, hướng dẫn những bài thuốc chữa bệnh từ thịt vịt dễ làm để phát huy công dụng hiệu quả của nó. Mời quý vị và các bạn theo dõi video. Vào những ngày hè thời tiết nóng nực, thịt vịt luôn là nguồn protein được ưu tiên hàng đầu vì tính mát, dễ ăn. Chúng ta thường làm vịt om sấu, vịt nấu canh măng chua dịu. Cả cái nóng oi ả của mùa hè như dịu lại. Nhưng không đơn giản là món ăn, thịt vịt còn là vị thuốc chữa bệnh cực kỳ hữu ích trong đông y. Theo lương y Vũ Quốc Trung, phòng chuẩn trị y học cổ truyền Hội Đông y Việt Nam, trong đông y, thịt vịt vị ngon, mát, tính bình, đi vào tỳ, vị, phế, thận, có tác dụng tư âm dưỡng vị, lợi thủy, tiêu thũng, giải độc. Thịt vịt được sử dụng trong các trường hợp suy nhược gầy sút, kém ăn, chán ăn, kiết lỵ, táo bón, phù nề, đới hạ, khí hư, đái tháo đường, phụ sản thiếu sữa, sốt nóng dai dẳng, lòng bàn chân, tay nóng, da mồ hôi trộm, da tóc khô, miệng họng khô, khát nước. Ăn thịt vịt còn có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư, ngay cả trong quá trình hóa trị và xạ trị. Lương y Vũ Quốc Trung cho biết thêm, lương y này còn đặc biệt nhấn mạnh ăn thịt vịt rất hữu ích cho những người suy nhược thể chất, mắc chứng chán ăn, bị sốt, phù nề cơ thể, người có thể chất yếu kém nhất là sau khi khỏi bệnh, bị đổ mồ hôi trộm vào ban đêm, phụ nữ ít kinh nguyệt, sản phụ thiếu sữa. Chưa hết, trong những tài liệu y học cổ còn nhận định thịt vịt là loại thuốc bổ dưỡng thượng hạng có tác dụng điều hòa ngũ tạng, lợi thủy, trừ nhiệt, bổ hư. Nghiên cứu y học hiện đại cho thấy trong 100g thịt vịt thì có khoảng 25g chất protein, vượt xa nhiều so với các thịt bò, thịt heo, dê, cá, trứng. Ngoài ra, hàm lượng các chất dinh dưỡng như canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, A, D, E, axit nicotic rất cao. Đặc biệt, thịt vịt còn có công dụng đẩy lùi chứng yếu sinh lý, tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Với những nam giới đang gặp phải tình trạng chưa đến chợ đã hết tiền thì không thể bỏ qua loại thực phẩm công dụng có tác dụng chữa bệnh hiệu quả này. Thịt vịt là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Thịt vịt được đông y sử dụng như một bài thuốc để chữa yếu sinh lý, nhất là đối với nam giới có tác dụng chữa trị các chứng di tinh, mộng tinh, đau lưng, mỏi gối. Phần thứ hai, hướng dẫn những bài thuốc chữa bệnh từ thịt vịt dễ làm phát huy công dụng hiệu quả. Thứ nhất, vịt thầm bách hợp bổ phổi. Nguyên liệu cần chuẩn bị: vịt mái già 1 con, bách hợp tươi 300g. Thực hiện: vịt mổ bụng, bỏ lòng cho bách hợp vào trong bụng, tưới 2 muỗng rượu gia vị, bỏ đầu vịt vào trong bụng, buộc chặt lại, chưng cách thủy cho chín, ăn thịt, lòng và bách hợp, thích hợp cho người bị viêm phế quản mãn, ho hen, khạc ra máu, ho lao. Thứ hai, giúp hạ huyết áp. Nguyên liệu cần chuẩn bị: thịt vịt 100g nấu 30 phút, da đố trọng 30g, mộc nhĩ trắng 30g nấu thêm 15 phút. Ăn thịt vịt, mộc nhĩ, nước canh, bỏ đố trọng, thích hợp với người bị huyết áp cao, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ. Thứ ba, chữa hen suyễn, thiếu máu. Thịt vịt nạc 300g băm nhỏ ướp với gia vị, gạo tẻ 100g, nước mía 300ml ninh nhừ, cháo chín cho thịt vịt vào đảo đều, đun tiếp cho thịt vịt chín, ngày ăn 3 lần, ăn liền 1 tuần. Thịt vịt đậu đỏ chữa thiếu máu. Thịt vịt 1kg, đậu đỏ 50g, đậu phộng 100g, vỏ bí đao 30g, nấu thành canh để ăn. Thứ tư, chữa tiểu đường. Vịt mái già 1 con 1,5kg. Ngọc trúc 50g, mạch môn đông 50g, rượu vang 30g, thuốc cho vào túi vải buộc miệng kín, ngâm nước lạnh 3 phút rồi cho vào bụng vịt. Đầu vịt gập trong bụng, lấy dây buộc chặt lại, cho vào một cái bát to rồi cho lên chưng hấp cách thủy. Đến khi vịt chín, bỏ túi thuốc ra, vắt lấy nước ăn cùng. Thứ năm, chữa đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, tiểu ít.
vịt một con, 200g đậu đỏ, 10g thảo quả, hành sống. Đậu đỏ xay ngâm mềm đãi sạch cùng với thảo quả xay nhuyễn, trộn đều rồi cho vào trong bụng vịt khâu lại. Cho nước vào nồi cùng với vịt ninh nhừ, thêm hành, không cho muối. Món vịt ninh này có công dụng chữa bệnh rất tốt. Thứ 6, chữa phù nề, dùng cho các trường hợp bị ứ nước trong người. Vịt đực một con, gạo tẻ 100g, vịt làm sạch nấu cho chín nhừ, tiếp đến cho gạo tẻ vào nấu tiếp cho thành cháo, cho thêm 3 củ hành đã đập dập, ăn nóng khi đói. Thứ 7, người bị thiếu máu suy nhược cơ thể. Nguyên liệu: một con vịt, đại táo, liên nhục, bạch quả, cả 3 vị thuốc đều lấy 49 quả, nhân sâm 3g. Cách làm: vịt làm sạch, đại táo tách bỏ hạt, liên nhục ngâm bóc bỏ vỏ và tâm sen, bạch quả bỏ vỏ và ruột, nhân sâm thái lát nhỏ vụn, dùng rượu, tương và dầu quét đều bên ngoài da và bên trong bụng vịt, sau đó cho cả 4 vị thuốc vào trong bụng vịt khâu lại, hầm chín rồi ăn. Món ăn từ thịt vịt, đẩy lùi bệnh yếu sinh lý. Canh thịt vịt nấu nấm hương. Nguyên liệu cần chuẩn bị: thịt vịt, thịt tử, nấm hương, cà rốt, gừng, táo đỏ, rau thơm, hành ngò và các gia vị cần thiết. Cách chế biến: ướp thịt vịt với gia vị, đem xào săn miếng thịt rồi cho các nguyên liệu vào nồi và hầm trong 30 phút cho mềm. Có thể ăn canh riêng hoặc ăn cùng với cơm hàng ngày. Ăn món này có tác dụng tăng cường khả năng tình dục cho cả nam và nữ, cải thiện rõ ràng tình trạng yếu sinh lý. Món vịt nấu tôm, nguyên liệu: thịt vịt, tôm và các loại gia vị. Cách chế biến: thịt vịt làm sạch, chặt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, cho vào chảo phi với hành tỏi, đảo đều rồi đổ nước vào hầm dừ trước. Tôm bóc nõn, lấy phần bên trong rồi cho vào hầm sau. Khi nguyên liệu chín nhừ thì cho các gia vị vào cho vừa ăn là được. Món ăn này có tác dụng đẩy lùi bệnh yếu sinh lý hiệu quả. Các bà nội trợ có thể thường xuyên thực hiện món ăn này cho chồng ăn để cải thiện đời sống chăn gối vợ chồng hiệu quả. Tốt nhất là nên ăn từ 2 đến 3 bữa trong một tuần. Ngoài ra, Khỏe Đẹp Online sẽ giới thiệu với các bạn món ăn bổ dưỡng khác từ thịt vịt như cháo vịt đậu xanh. Nguyên liệu bao gồm: một con vịt khoảng 1,5 kg đã làm sạch, sát rượu gừng cho thơm, gạo thơm 200g, đậu xanh nguyên hạt 200g, gừng tươi 3 củ, hành phi 50g, hành lá 100g, rau ngò. Gia vị gồm có hạt nêm, muối, tiêu, đường, nước mắm ngon. Rau ăn kèm gồm rau đắng 200g, giá đậu 200g, cải xanh 200g. Nguyên liệu pha nước mắm bao gồm 2 tép tỏi, 1 quả chanh, ớt, gừng. Cách làm: luộc vịt chín để nguội, chặt miếng mỏng ra ăn. Nấu nước luộc vịt với gạo và đậu xanh thành cháo nhừ. Múc cháo ra bát lớn, rắc hành lá, rau ngò, hạt tiêu, hành phi lên trên. Xếp thịt vịt ra đĩa lớn dùng với cháo nóng, rau cải xanh, rau đắng, giá đỗ chấm kèm với nước mắm gừng. Món thịt vịt rang xả gừng. Nguyên liệu cần chuẩn bị: thịt vịt 50g, gừng sắt sợi 50g, xả bào mỏng 50g, ớt bằm, hành bằm, lá hành cắt nhỏ, lá hành tỉa xoăn, đường, nước mắm, tiêu, dầu ăn, bột tẩm khô chiên giòn. Cách làm: thịt vịt sơ chế sạch, chặt miếng vuông 4cm để ráo, tẩm đều vịt với một gói bột tẩm khô chiên giòn, sau đó đem chiên vàng, vớt ra để ráo dầu. Phi thơm 1/2 lượng gừng và xả, vớt ra để ráo dầu. Phi thơm lượng gừng, xả còn lại với 2 thìa hành tỏi bằm, cho thịt vịt vào, thêm 1 chén nước, 2 thìa nước mắm, 1 thìa dầu điều, đậy nắp nấu trong khoảng 10 phút, mở nắp thêm 1 thìa đường rồi đảo nhanh tay, cuối cùng cho hành lá và ớt bằm vào đảo đều rồi tắt bếp. Múc thịt vịt ra dĩa, rắc gừng và xả đã phi lên trên, trang trí với hành lá tỉa xoăn. Lưu ý, mặc dù thịt vịt rất tốt nhưng chuyên gia đặc biệt lưu ý phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt, lãnh cảm, đàn ông bị liệt dương không nên ăn nhiều. Người bị bệnh gút cũng không nên ăn vì hàm lượng purin trong vịt rất cao, có thể làm tăng axit uric trong cơ thể. Người mắc chứng huyết áp thấp cũng không nên ăn thịt vịt vì tính hàn trong thịt vịt rất là cao, sẽ làm tụt huyết áp. Như vậy, qua video này, quý vị và các bạn đã biết 10 bài thuốc bổ dưỡng trị bách bệnh từ thịt vịt. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ với thịt vịt. Thank you.
Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.